15 năm trước, câu chuyện đã bắt đầu. Anh là ai? Tại sao lại cứu tôi? Ngô Vân, gọi tôi A Quỷ là được. Tôi họ Đường, mọi người gọi tôi là Lão Đường, là ông chủ của sông bạc này. Sông bạc Lưu Long Cẩm Tú và kế hoạch R đều sẽ là của tôi. Tài liệu về người mất tích dạo gần đây đã gửi cho anh rồi. Đặc phái viên của chúng tôi Dương Khải cũng nằm trong số đó. Thí nghiệm lần 23 thất bại. Xin lỗi. Ngày mai cô làm việc mình nên làm. Tôi cũng có nhiệm vụ của tôi. Anh thua rồi. Đầm đó tôi văn bẫy, cướp hết kế hoạch trời của Thái Sơn Lão Gia. Hắn đã chết trên bàn bài. Thái Sơn Lão Gia bây giờ, nếu đúng là hắn thật, thì kế hoạch trời của chúng ta sắp tiến tới thành công rồi. Hình như 15 năm trước, Lão Đường đã quen Thái Sơn Lão Gia. Ngô Bân và Dương Khải mất liên lạc đều có liên quan đến Thái Sơn Lão Gia và Lão Đường. Lưu ý một người tên Ngô Bân, hắn có thể là gián điệp hai mang. Kỹ năng chơi bài của cô gái này rất khá. 2 tuần nữa tôi có một ván, đến lúc đó xem bản lĩnh của anh nhé. Nếu tôi thua, đầu của tôi và công thức virus của kế hoạch trời sẽ tặng cho anh hết. Mở bài đi. Lão già, xem ra sòng bạc ông không thể lấy đi rồi. Đợi đã. Vậy bạn anh cũng là của tôi nhỉ? Lão gia, mời uống trà. Kể từ hôm nay, Lão gia sẽ là ông chủ mới của mọi người. Dạ. Sau này, nơi này sẽ gọi là Phượng Hoàng Hối. Mở bài, mở bài. Lão gia, tìm tôi hả? Nhụy Nhụy, hai người ra ngoài trước đi.
Lão Đường đúng là một người đáng thương. Cô nói có phải không Xuân? Lão gia, tôi không biết ông đang nói gì. Không biết. Vậy để tôi nói với cô, cô là người phụ nữ Lão Đường tin tưởng nhất, lại tham lam chút lợi lộc tôi đưa, phản bội chủ nhân của mình. Lão Đường tưởng rằng đã lên kế hoạch kín kẻ, mà không biết tôi sớm đã mua chuộc thuộc hạ của hắn. Cô nói xem, Lão Đường có phải rất đáng thương, rất thảm không? Chào lão gia, chào lão tứ. Tối nay tôi muốn diệt quỷ. Lisa, bài của Lão Đường là Lôi đi. Dậy rồi thì đừng ngủ nữa. Chờ thêm đi. Sẽ đi cứu họ thôi. Cho tôi mốc thời gian. Nếu An Tĩnh gặp chuyện, tôi nhất định không tha cho cô. Giờ cô chất vấn ngược lại tôi à? Cô đừng quên là tôi cứu cô ra. Vậy thì đã sao? Tôi đâu bảo cô cứu đâu. Nghe đây, tôi không trưng cầu ý kiến của cô. Một tuần. Nếu cô nuốt lời, tôi sẽ tự đi cứu. Hiếm có đấy, chủ động tìm tới tôi. Có chuyện mà Diệp Tử cô không làm được sao? Hôm nay tôi không có thời gian bực anh. Sao? Còn giận nữa hả? Bên tôi có chút vấn đề. Đặc công An Tĩnh đã mất liên lạc. Thế nên tôi cần sự chi viện của tổ chức. Tôi khuyên cô nên từ bỏ. Hành động của các cô, tổ chức sẽ không thừa nhận. Sao anh có thể nói lời như vậy? Được được được. Xem như tôi nợ cô. Nè, cầm lá bài poker này. Người mình nó đại diện cho sẽ giúp cô. Phải rồi. Cả cái khóa này. Cô đến bãi xe gần nhà an toàn. Ở đó sẽ có thứ cô cần. Cái này tôi tài trợ riêng cho cô. Chăm sóc tốt cho Lisa. Còn chuyện phía sau, mọi người tự cầu diệu phúc đi.
cảnh sát hình sự quốc tế. Buồn cười thật. Đến cuối cùng cũng là tù nhân của tôi thôi. Có hàng mới này. Lần này là một người đẹp. Nào, cảm ơn nhiều ha. Mau đi lấy thuốc thử số 3. Tiến sĩ, ghi chép đối tượng thí nghiệm cô gái trẻ, số lần thí nghiệm 372, liều thuốc một nửa lượng khống chế thuốc thử số 3 trước đây. Tôi đang ở đâu vậy? Tôi đang ở đâu vậy? Ấn cô ta lại. Khó chịu quá. Bỏ tôi ra. Cảm giác tìm xong đã lắm phải không? Bỏ tôi ra, bọn khốn kiếp các người. Yên tâm, bọn tôi không để cô chết dễ dàng đâu. Tự bỏ đi, không chống cự thì sẽ không đau thế nữa. Tôi nhất định sẽ giết chết bọn khốn kiếp các người. Bên anh ta điều tra thế nào rồi? Vẫn là một màn xương. Thái Sơn lão gia này giống như trên trời rơi xuống vậy, không thể tra ra gốc rễ của hắn. Cô ấy là Diệp Tử sao? Đúng vậy. Hai người có thể hợp tác. Cô ấy có đáng tin không? Điều này anh yên tâm, chắc chắn không có vấn đề. Cũng phải, không thì anh cũng không tự mình tặng trang bị cho cô ấy. Chuyện này mình anh biết là đủ rồi. Vậy để tôi suy nghĩ. Tiến sĩ, lão gia, anh ta chính là tiến sĩ giúp lão Đường nghiên cứu kế hoạch trời đó giờ. Thí nghiệm tiến hành đến đâu rồi? Vẫn như cũ. Thí nghiệm này phải nghiên cứu thành công cho tôi. Lão Đường cho anh bao nhiêu tôi trả gấp đôi. Nhưng đây không phải là vấn đề tiền bạc. Giờ tôi cần rất nhiều mẫu thí nghiệm người sống. Chuyện này anh không cần lo. Trả số thí nghiệm lại cho anh. Làm tốt chuyện anh nên làm. Ai? Là tôi. Cô muốn tự ý hành động? Tôi không thể gương mắt nhìn an tĩnh chịu khổ ở đó. Cô xem thứ này. Cô muốn đi với tôi?
Tối nay tôi tấn công vào chi viện phía sau. Cậu phải chờ một người. Chờ tới bao giờ? Tôi tự có sắp xếp. Anh Tứ. Uống tí rượu đi. Uống nữa là say mất. Sao hôm nay ít khách vậy? Sao lão gia xem trọng việc làm ăn nhỏ này được? À, mà nói lại ván bài lần trước, may mà có cậu. Không phải chứ anh Tứ. Lão gia còn thua kìa. Cơ mà nói thật, tôi không biết mình thắng thế nào luôn. Sau cùng nếu không có lão gia sắp xếp từ trước thì chúng ta đều tôi. Tôi không ngờ luôn. Bây giờ tôi vẫn còn sợ đây nè. Cơ mà Dương Lệ Sa đó, thân hình tuyệt con mẹ nó trời. Nhóc ngây ra gì thế? Thích cô ta rồi phải không? Sao có thể? Anh Tứ đừng trêu tôi nữa. Cô gái như vậy mà chịu tôi, tôi cũng không cần. Phải rồi anh Tứ, thí nghiệm tiến hành thế nào rồi? Đến giờ rồi. Đi. Anh Tứ, chúng ta đi đâu vậy? Đi gặp một người bạn cũ. Bạn cũ? Ai vậy? Đừng hỏi nhiều thế, đến là biết thôi. Là gián điệp. Gián điệp. Xuống đi. Đến nơi rồi. Đi thôi. Anh Tứ, anh quỷ. Cai đi Dương Khải. Tình báo đã được tôi đem về trụ sở chính cảnh sát hình sự quốc tế rồi. Không bao lâu được các người đều toi đời. Chết tới nơi còn cứng mồm. Hắn là cảnh sát hình sự quốc tế. Cậu bắn chết hắn đi. Còn chờ gì nữa? Tài liệu về người mất tích dạo gần đây đã gửi cho anh rồi. Đặc phái viên của chúng tôi Dương Khải cũng nằm trong số đó. Cảnh sát hình sự quốc tế đúng không? Gan không nhỏ nhỉ?
dám tới cạnh lão gia làm gián điệp, đúng là chán sống rồi. Tôi đến để cứu anh. Anh đừng phí phạm thời gian nữa, anh sẽ bị lộ đó. Anh đừng lo, có tôi ở đây, sao có thể để cảnh sát các anh thành công được? Chắc chắn sẽ có cách. Bỏ đi, không thể đổ hết công sức. A quỷ, đừng phí lời dám chữa. Làm đi. Chúng ta đi. Đi thôi, A quỷ. Cậu không đi à? A quỷ. A quỷ. Sao vậy? Chưa giết người bao giờ à? Dù Dương Khải là gián điệp, chúng tôi đã điều tra rõ lâu rồi. Hắn còn cho rằng mình che giấu tốt lắm. Cậu nói coi, cảnh sát hình sự quốc tế đều là bọn ngốc phải không? Sớm muộn gì chúng cũng toi đời trong tay chúng ta. Anh Tứ, tôi muốn đi một mình. Hít thở đi, nhưng đừng về quá muộn, không thì lão gia không vui đâu. Tiến sĩ, lại một người chết. Làm sao đây, còn không có tiến triển nữa. Chắc ông chủ sẽ giết chúng ta mất. Làm sao được, giờ mà ngưng là chết ngay bây giờ. Đúng rồi, cô gái đó hiện sao rồi? Ý thức không tỉnh táo lắm, cũng không có phản ứng gay gắt. Mong là cô ta thành công. Thí nghiệm cho đến bây giờ chỉ có cô ta là tình hình ổn nhất. Được rồi, yên tâm làm việc đi. Biết rồi. Cậu bực bội gì chứ? Rốt cuộc lại sai sót ở đâu? Lão gia, A quỷ xuống xe giữa đường rồi. Xem hắn, quả nhiên có vấn đề. Quả nhiên không ngoài dự tính của tôi. Lão Tứ, cậu về đây ngay. Tôi muốn diệt thêm một con quỷ. Lão gia, nhỡ hắn chạy mất thì sao? Nằm dùng lâu như vậy, hắn không dễ dàng từ bỏ đâu. Lần này chúng ta xử hết một lần, loại bỏ quả về sau. Hiểu rồi lão gia. Đứng yên. Xác là anh xử lý à? Không sai. Anh có quan hệ gì với anh ấy? Câu này tôi phải hỏi anh chứ. Đã bị anh phát hiện, tôi không còn gì để nói.
anh ta là ai? Có quan hệ gì với Dương Khải? Thời gian hiện tại là 10 tháng 5, 0 giờ 15 phút sáng. Cảnh sát Ngô Bân tra xét vụ án khách hàng mất tích bí ẩn ở sông Bạc Ngô Dân Cẩm Tú. Bây giờ bắt đầu báo cáo, cảnh sát Dương Khải đã gặp nạn. Mục tiêu của Thái Sơn Lão Gia hình như không phải là sông Bạc mà có mục tiêu khác. Giả lại Thái Sơn Lão Gia có vẻ đã phát hiện ra tôi. Để tiện cho việc điều tra, sắp tới tôi sẽ không tiếp tục liên lạc ở trụ sở. Báo cáo xong. Thí nghiệm làm thế nào rồi? Trước cuối tháng phải xong cho tôi. Đừng để tôi khó xử. Nghe thấy chưa? Làm việc đi. Chết tiệt. Nghe nói chưa? Lão gia xử tên cảnh sát gián điệp rồi. Tôi nghe nói A Quỷ ra tay. Đừng nói nữa, anh ta tới kìa. Về ra. Anh ta làm sao vậy? Không biết. A Quỷ, đi đâu vậy? Dạo quanh thôi. A Quỷ, cậu giấu kỹ thật. Cả tôi suýt chút cũng mắc bẫy cậu. Nếu tối nay tôi mà không sắp xếp sẵn lắp máy giám sát ở trong xe cậu, có thể đến giờ tôi cũng không dám chắc cậu là gián điệp. Đáng tiếc thật. Cậu không chạy thoát đâu. Nếu như ông đã biết từ lâu, tại sao ban đầu không cử tôi đi? Cậu vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Khi đó thời cơ cũng không đúng. Tôi không thể đánh rắn động cỏ, nên giữ cái mạng lại cho cậu. Hơn nữa, để cậu chết dễ thế thì tôi đâu xem vở kịch bi tráng chiến hữu tàn sát nhau được. Được rồi, những gì cần nói đã nói xong. Lão Tứ, ra tay đi. Lên. Cảm ơn. Mời nói. Chắc chắn cũng chả có bạn ngon. Liều luôn, chán chết ngắt.
theo, mở bài đi. Hồ lô thắng hai đôi. Của tôi hết nhé. Mẹ nó lại thua nữa. Thua khá khá rồi phải không? Đi nào, đưa anh đi uống rượu cho thơm tay. Các người làm gì thế? Lanh lợi vào. Mở bài. Đặt đi. Nào nào nào, mời đặt. Mở bài. Cái này, mở bài, mở bài. Đi. Lạ thật, ông ấy phải biết công thức kế hoạch R chứ. Vậy sao, còn tốn công sức nghiên cứu? Làm gì đó? Đi vệ sinh. Cút đi. Nói đi, sớm muộn cũng phải nói. Tình báo của các người ở đâu ra? Người liên lạc là ai? Khai hết ra. Sau này chúng ta vẫn là anh em, vẫn ăn sung mặc sướng như cũ, cùng bớt phải chịu nỗi đau thể xác, không phải sao? Mẹ mày, mày dám chửi ông? Xem ra rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nể tình đã từng quen biết, tao cho mày thêm một cơ hội. Chỉ cần mày giao ra hết tình báo có được, không chỉ mày mà đồng bọn của mày an tĩnh đều có thể thoát chết. Dù ít thôi, tình báo đã báo đi rồi. Không bao lâu nữa, cảnh sát hình sự quốc tế sẽ tìm tới. Các người chờ ngồi tù đi. Xem ra A Quyệt chúng ta chẳng những thân người cứng cỏi mà miệng cũng cứng không kém. Tao muốn xem miệng mày cứng hay nắm đấm tao cứng. Ngày nào chúng ta cũng phải luyện tập. Chuyện cô hứa với tôi khi nào thì làm. Không hay, tôi ngốc này đi cứu người một mình rồi. Có người.
Không ngờ mới đó đã ngồi không yên được. Bọn đặc công này đúng là nghĩa khí. Đừng manh động. Xem thử rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Lão gia, thú vị đó. Hà Quan, vậy mà cũng là đặc công. Trước đó bên cạnh lão Đường bị cài nhiều gián điệp thế, hắn đều không phát giác. Đúng là ngu xuẩn cực kỳ. Đứng lại. Lão gia, còn không cho người cản họ, an định sẽ bị cuốn đi mất. Vậy thì thí nghiệm của chúng ta không cần lo. Hai con nhóc không gây được sóng gió gì. Giả lại, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi. Cô không sao chứ? Không sao. Đi mau, nơi này không thể ở lâu. Lisa, cố gắng lên. Đứng lại. Đừng có chạy. Đứng lại. Lên xe. Đứng lại. Tốc độ lên. Trang cuối của cuốn sổ, rốt cuộc thiếu dữ liệu nào? Lão gia, thí nghiệm có tiến triển gì rồi? Thí nghiệm tiến triển đến giờ vẫn còn thiếu vài dữ liệu. Thiếu vài dữ liệu. Đúng vậy. Trang cuối cùng là trang quan trọng nhất của thuốc. Bao nhiêu năm nay kế hoạch cứ dậm chân tại chỗ là do thiếu mã vạch ở trang cuối.
Được rồi, anh tiếp tục công cuộc nghiên cứu của anh. Có tiến triển mới thì báo ngay. Được. Người sống thì có, đã dùng gần hết rồi. Chuyện này anh không cần lo, tôi sẽ cho người đưa thêm. Dạ lão gia. Anh là ai? Tôi là Jay. Jay, người mà lá bài bất cơ này đại diện cho sẽ giúp cô. Các người muốn cứu người, còn tôi muốn biết thân phận thật của Thái Sơn lão gia. Thân phận thật của Thái Sơn lão gia. Thái Sơn lão gia này không phải là Thái Sơn lão gia thật. Không phải thật, sao anh biết? Thái Sơn lão gia thật đã chết 15 năm trước rồi. Cuối cùng đã thành công. Cuối cùng tôi đã thành công. Chúc mừng lão gia. Tuyệt quá. Tôi thành công rồi. Chúc mừng lão gia. Tôi thành công rồi. Cuối cùng tôi cũng thành công rồi. Thành công rồi. Ba ơi, cục cưng, ba thành công rồi. Thái Sơn lão gia năm đó ở vùng đất vô chủ nghiên cứu ra một loại virus. Virus này có thể chữa mọi loại bệnh do virus gây ra trên đời. Nhưng người không có bệnh uống vào sẽ bị khống chế. Chuyện này bị nhóm lão đường biết được. Nhóm lão đường bắt đầu mưu tính lấy loại virus này. Ba người này lợi dụng điểm yếu quen thói cờ bạc của lão gia, muốn lấy dữ liệu kế hoạch rời về tay trên bàn bài. Đặt cược. Hai vị không cần xem nữa. Tôi được hai con trai. Xin lỗi nhé. Đồng hoa thuận. Anh thua rồi. Ngoan ngoãn giao ra kế hoạch trờ. Kế hoạch trờ. Không đưa. Kế hoạch trờ. Không đưa. Không đưa đâu. Không đưa. Nhưng Thái Sơn lão gia không muốn kế hoạch trờ rơi vào tay bọn họ, nên sống chết không chịu. Ba người này chơi mềm không được chơi cứng. Mau thôi đừng khóc. Mau thôi, cố chịu đi. Xăm xong ngay thôi. Đây là tâm huyết cả đời của ba em. Ở trong mã dạch hết. Hứa với anh, bảo vệ nó thật tốt. Đừng để cho ai phát hiện. Nào, qua đây. Nào, cứ chạy tới, đừng quay đầu. Mau, đi chuẩn bị đi. Mau qua đây. Mau hủy hết tất cả dữ liệu. Tìm mau. Tìm ra rồi. Đi. Là anh à? Tôi họ Tưởng. Gọi tôi là Jay là được. Anh nghĩ Thái Sơn lão gia hiện giờ là con gái của ông ấy?
Lúc mới đầu tôi cũng tưởng là tiểu thư, nhưng sau đó phát hiện lại không giống. Sao anh biết không phải cô ấy? Tôi từng cải trang đi thám thính Thái Sơn lão gia hiện giờ. Nếu cô ấy là tiểu thư thật, giờ cô ấy đã nắm hết dữ liệu thí nghiệm, không cần phải tốn sức thí nghiệm lại như vậy. Thế nên tôi không chắc chắn, nhưng chúng ta có thể hợp tác. Bố ơi, con sợ. Vừa đi vừa nói đi. Được. Sau khi ba người hội lão đường phát hiện ra cuốn sổ, thì đã bắt đầu tìm người để nghiên cứu. Hắn muốn dùng virus này khống chế nhiều người hơn. Nhưng bởi cuốn sổ thiếu dữ liệu quan trọng nhất, nghiên cứu mãi chưa thành công. Sao vẫn không đúng vậy? Tuy là Cao Ru Cui Không và Chi Quanh Đa đã về nước, nhưng họ luôn âm thầm ủng hộ kế hoạch trờ. Những năm qua, lão đường không ngừng bắt khách trong sòng bạc làm thí nghiệm. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Thí nghiệm lại thất bại. Tìm người thí nghiệm tiếp. Thí nghiệm đến khi thành công mới thôi. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Cô ấy tỉnh lại, chúng ta hẳn lên kế hoạch. Tôi đi trước đây. Anh muốn đi sao? Tôi cũng có việc cần làm. Vậy tôi liên lạc với anh thế nào? Tôi tự khắc liên lạc với cô. Chúng ta sẽ đi cứu họ. Hiện tình hình cô ấy vẫn ổn định. Đi chuẩn bị. Sẵn sàng lấy máu hóa nghiệm mọi lúc. Được. Cô ấy là người có tình trạng tốt nhất trong các thí nghiệm. Hy vọng nằm ở cô ấy hết. Thành công rồi. Thật sao? Cậu mau xem đi. Phải không? Mãi cũng bàn giao được. Sao lại tan nữa?
Biết điều đi, đừng cọ quậy. Tiến sĩ, giờ thí nghiệm mới đến rồi. Thôi, mau làm việc đi. Nói đi, anh không khỏe ở đâu? Bác sĩ, tôi không có bệnh. Không có bệnh cũng phải ở đây. Bác sĩ, tôi chỉ là đánh bạc thua thôi. Xin anh tha cho tôi đi. Đã tới đây rồi, anh còn muốn ra sao? Yên tâm, tới chỗ tôi, tiêm một mũi là ổn. Bác sĩ, đừng mà. Lão gia, thí nghiệm đã có tiến triển mới. Làm tốt lắm. Giờ bên Ngô Bân thế nào? Lão gia, hắn rất cứng miệng, nên tạm thời chưa có tiến triển gì. Tôi biết rồi. Cậu ra đi. Dạ, lão gia. Chúc mừng lão gia. Alo, tiến sĩ, anh cài vào người An Tĩnh một thiết bị nghe lén ngầm, rồi thả cô ta ra. Dừng thuốc của chúng ta hiện vẫn chưa ổn định, nên hiệu quả khống chế có thể sẽ đại khái. Công hiệu thuốc khống chế được bao lâu? Chuyện này chưa thí nghiệm cụ thể, nên chưa có con số chính xác. Phán đoán theo thí nghiệm, chắc chỉ được vài ngày. Thời gian đủ rồi. Anh cứ làm như tôi dặn thôi. Được, thưa lão gia, tôi sẽ cài cho cô ta ngay. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Cảnh sát quốc tế, chúng ta cứ chờ mà xem. Xem ra vết thương của cô đỡ hơn nhiều rồi. Vậy giờ chúng ta đi cứu người được rồi chứ? Chưa phải lúc. Lisa! Lisa! Cô làm gì? Cô không đi cứu người thì thôi. Tôi đi cứu, cô cản tôi làm gì? Chờ thêm đã. Chờ thêm đã. Lần đầu cô cũng nói chờ thêm đã. Chờ được An Tĩnh sẽ gặp chuyện mất. Tôi đã nói là giờ chưa phải lúc. Cô tin tôi. Lần cuối đi. Tiến sĩ, đem hàng mới cho anh nè. Biết điều đi. Dung dịch tê. Được.
quan sát 15 phút. Anh tỉnh. Cô đúng là có thủ đoạn. Giờ sòng bạc, Phượng Hoàng Hối là của cô rồi. Lại thuận lợi trừ khử hai tên nội gián. Không còn nỗi lo về sao. Với lại, ai có thể ngờ được. Đằng sau chiếc mặt nạ là dung nhan xinh đẹp. Ai đó? Làm sao vậy? Đặc công tự cho mình là đúng. Tưởng nơi này muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Hành động của các người đều nằm trong kế hoạch của tôi. We'll be right back.